nơi nơi đây khách sạn rất là dễ thương, họ nó rất nhiều cây xung quanh đó các bạn ha. Thì rồi đây là cái xe mà họ mướn chở nguyên phái đoàn đi ra nhà máy ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Morning. Morning. Yes. Đó là xe bus cũng khá mới, chắc xe bus mà bít bùng mà bên trong ngồi nhìn thấy ra ngoài đó các bạn. Đây là anh Andrew Rêu và Good morning Andrew. Dạ. Rồi, dạ, rồi mình lên luôn. Đây là anh Dũng Taylor, mình gặp hôm nay rất nhiều bạn. Dạ. Anh Andrew bên phố Bồ Sa. Dạ, chào. Dạ, anh, dạ, hello anh, dạ, khỏe không? Anh có cái mic đúng không? Có cái mic phía trên, dạ, dạ. Cảm ơn, dạ. Rồi, mấy con lên xe luôn. Dạ. Yeah. You look good. You look good. Cool. Yeah. Good, good. Look good. Thank you, sir. Rồi, bây giờ mình đi ra ngoài. It's gonna be hot outside today, right? Yeah. Like 35. I mean like 90 plus. The humidity pretty high too, right? Yeah. That means it's probably gonna feel like almost 100, maybe a little over 100. I see. Usually when our temperature is high in North Carolina, that means how it feels, humidity is gonna be higher. Got it. All right, I'm from LA, so okay. Love it. Yeah, I'm thank from you. I'm Philadelphia originally, so. Okay, what's your name? Ron Williams. Rao, nice to meet you. Michael. Michael? Yeah. All right, Michael. Pleasure thank you, thank you. Yes, sir. I was in 205 and I'm in 535. So you were next door to me and you moved. Morning. Morning. How are you doing, sir? How are you doing, sir? Good morning. Good morning. Good morning. Chắc mình ngồi đây. Dạ. Chúng tôi đang ở bờ đông đi trước ở bên bờ tây Cali 3 tiếng. Cho nên là đang ở Việt Nam là sẽ là 8 giờ tối. Cho nên thành ra là quý vị đã thức khuya xem bóng đá Việt Nam thì quý vị không thể nào không thức khuya để xem cái sự kiện lịch sử này, đúng không? Chúng ta là nhân chứng cho lịch sử đó. Quý vị hôm trước đó là ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam đội nữ đến với World Cup cũng là một cái sự kiện lịch sử. Thì đây là không khác gì là chúng ta là may mắn trong một năm, trong một thời điểm mà chúng ta là nhân chứng lịch sử của hai sự kiện lớn. VinFast hôm nay sẽ khởi công cho nhà máy xe. Tìm hiểu thì không phải chỉ có lắp ráp đâu nha quý vị, họ sẽ xây dựng được thành 150.000 xe này cho các nhà máy Bắc Mỹ, có nghĩa là Canada, Mỹ và Mỹ Tây Cương. Tại sao phải làm điều này? Tại vì chúng ta cũng thấy cái tiền khuyến mãi của chính phủ Mỹ dành cho những chiếc xe điện tại sản xuất tại Hoa Kỳ là 7.500 đô. Thì Dũng nghĩ đây là một trong những cái mục tiêu đầu tiên, và mục tiêu thứ gì nữa là để đi một cái con đường rất là táo bạo, mọi người cho rằng là rất táo bạo. Nhưng mà Dũng nghĩ là nếu mà chúng ta không táo bạo thì sẽ không có gặt hái được những thành quả táo bạo. Xin gửi đến cho quý vị trên hình ảnh chia sẻ và lắng nghe. Và hẹn là quý vị trong vòng khoảng chừng một tiếng nữa, một tiếng rưỡi là chúng ta sẽ trở lại. Xin cảm ơn mọi người. Thấy không? Có, anh ngồi được, anh được ngồi kế em ạ. Dũng còn được không? Cái bài cầu gửi cho anh cái phần hai ngày hôm trước á, bà CEO có nói chuyện đó.
dạ mình sắp thay đổi tiếng Việt luôn, em thấy luôn. Sắp thay đổi làm tạm hả? Mình vô mình làm cái xe điện lạnh chút thôi, làm trên điện thoại. Mấy cô làm ok tiếng Anh hả? Họ làm yeah. Có coi được không? Nó khoảng chừng 2-3 phút đó, cũng hay lắm. Đây Super Nam. Rồi mời anh vô. Ở nhà sau hả? Okay. Ở trong đây có cục pin đó. Ồ. Oh. Có cục pin mà quên lấy ra. Dạ. Nó đứng gì? Đây, xe tay ngồi phía sau. Nó nằm ở trong quá nhưng mà tìm không được, nên sợ đi trễ. Rừng thông này các bạn, bên ngoài của khách sạn giống như vậy.
taxi thì họ rất phấn khởi cho cái sự xuất hiện của VinFast tại đây, và hầu như những người trong khu vực này, trong bang đều đang hướng về cái sự mà VinFast đặt nhà máy ở đây, cho nên đối với người Mỹ địa phương đây là một cái điều rất là tốt cho kinh tế và cho người dân ở đây. Cho nên thành ra chúng tôi gửi đến cho quý vị những hình ảnh này mà chúng ta thấy xung quanh là tại sao lại hoang tả như thế này, là vì một cái lợi thế là nó có còn đất rất là nhiều. Dĩ nhiên là nhà máy tàu là 180 mẫu, nhưng mà trong tương lai nếu cần phát triển thì vẫn còn rất nhiều đất đai và nhân sự ở đây. Dĩ nhiên là nó sẽ rẻ hơn những cái khu mà chúng ta thấy là đông dân, những cái khu mà chúng ta nói là phồn thịnh khác nhìn xa. Đây là một cái mảnh đất ở nhà máy VinFast.
với những cái khu đồng trống mà không có cây thông thì cấp nữa mình tới cái cửa sổ mà nhà máy VinFast, đó là 2 mẫu, đúng ra là 2 hectare của mảnh đất đây sẽ là cái nhà máy của VinFast thì các bạn ha.
cái groundbreaking ceremony Bắc California. Thank you, Willen. Have a good day. Thank you, Phil. Rồi. Hello, chị đẹp. Sao anh? Tiếng Nam là đây các bạn, đây là những hình ảnh đầu tiên của những phóng viên VinFast. Hello Nùng, hello Tony. Rồi sao anh thấy sao, mảnh đất có giống như mình thấy thường trên hình không? Dạ, anh chia sẻ anh thấy cái mảnh đất này sao, hoành tráng không? Mảnh đất này rất là hoành tráng mà rất là rộng, xe cộ đang rất là busy. À đó, dạ. Thì chắc mọi người đang khẩn trương để có thể khai trương càng sớm càng tốt. Hy vọng cái ngày khai trương mình có thể trở lại đây được. Ngày khai trương, anh Hùng cho biết cảm giác đầu tiên xuống xe hôm nay. Cảm giác mình hơi xúc động. Dạ, dạ, quá 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 vĩ đại. Một đi qua một cái cánh rừng mà biết bao nhiêu cây thông mà bây giờ họ đốn đi mà cái hãng xe Việt Nam của mình làm nhà máy để xây ở đây. Đây là cái giấc mơ mà tất cả mọi người trong cái thế hệ của tôi không bao giờ nghĩ đến. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chia sẻ, quá xúc động. Dạ, yeah, quá xúc động. Cảm ơn anh Tony. Dạ, cảm ơn. Dạ. Đó, bây giờ mình đi quay. Dạ. Yeah. Rồi, mấy cậu sẽ đi ra đây quay một số những hình ảnh cho các bạn thấy. Hello chị Hương. Dạ. Yeah.